An Milan mới đây đã khai trương sân nhà mới của mình bằng trận đấu với Inter Miami tại Riyadh Season Cup. Sân nhà mới của An Milan là một sân vận động trong nhà, được lắp đặt trong Kingdom Arena, một cơ sở thể thao giải trí tại thành phố Riyadh của Saudi Arabia. Kingdom Arena sẽ là một cơ sở có mái che hoàn toàn, với một sân bóng đá kích thước đầy đủ bên trong và khán đài có khả năng chứa 26.000 khán giả. Tòa nhà cao 47m và sẽ có kích thước 220m x 150m từ bên ngoài. Địa điểm được trang bị những công nghệ hiện đại, cũng như màn hình video toàn cảnh bao quanh nội thất xung quanh. An Milan sẽ phải trả 40 triệu rial mỗi năm cho việc sử dụng đấu trường. Nhờ sự đóng góp 25 triệu rial từ hoàng tử Abdulaziz bin Talal, chủ sở hữu của Kingdom Holding Company, cơ sở này sẽ được đặt tên là Kingdom Arena.